Hi, xin chào tất cả các bạn. Lại là Kiên đến từ viên Đức Motorrad Sala. Hôm nay Kiên sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu Sport Touring đến từ nhà viên Đức Motorrad. Và hôm nay chính thức em nó đã cập bến showroom Sala. Đó chính là R1250RT. Đây, R1250RT. Mẫu này thì được nhà BMW Motorrad nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Và em nó bán khá là chạy ở thị trường châu Âu. Kiên sẽ dạo một vòng quanh xe để anh em có nhìn chi tiết xe hơn nha. Điểm nhấn đầu tiên của mẫu RT là phần đầu đèn đã được nhà BMW Motorrad thiết kế mới, facelift và kết hợp với hệ thống Adaptive Headlight. Anh em có thể thấy là nó sẽ có hai dãy đề mi và có tổng cộng 4 bi cầu pha, mỗi bên sẽ là 2 bi và ở chính giữa sẽ có một cái ngăn. Ở dưới sẽ là đèn cốt và ở trên sẽ là đèn LED cua. Đèn LED cua thì sẽ dựa vào cảm biến AMU 60 để hỗ trợ ánh sáng cho anh em khi lên dốc xuống dốc cũng như là rẽ trái rẽ phải. Với phần đầu đèn này thì sẽ giúp tăng tính thẩm mỹ cho xe và tăng công năng sử dụng của xe. Tiếp theo anh em có thể thấy là nó có một cái hộc vuông ở đây. Đây là Adaptive Cruise Control, tức là một cái radar sẽ giúp anh em giữ khoảng cách đối với xe ở phía trước. Về hệ thống treo trước thì RT vẫn được trang bị là hệ thống Tele Lever gồm 3 phụt giúp anh em ổn định xe hơn và giảm sốc tay lái. Đối với xe của nhà BMW thì sẽ luôn được trang bị sẵn một cây trợ lực. Nếu anh em muốn di chuyển với tốc độ cao hơn hoặc là tăng tính ổn định của xe hơn thì anh em có thể thả một cây trợ lực đồ chơi vào đây. Còn về phần phanh thì mẫu RT này đã được trang bị phanh Brembo cả trước và sau luôn. Vẫn trang bị đầy đủ cho các anh em là ABS, ABS trong cua cũng như là hệ thống Dynamic Traction Control, giúp anh em an toàn hơn khi vận hành xe. Đối với mẫu R1250RT thì sẽ là form Touring, nên xe đã được trang bị sẵn hai thùng ở phía sau. Còn về phần khung sườn cũng như là động cơ xe thì sẽ được trang bị giống với mẫu GSA. Đó là khối động cơ 1254cc, boxer. Về phần hiển thị thì RT được trang bị màn hình TFT 10.25 inch và hai dàn loa audio 2.0. Xe vẫn sẽ được trang bị keyless ride. Về phần cùm bên tay phải thì chúng ta sẽ có nút chỉnh mode chạy cũng như là nút khóa mở hai thùng sau. Khi mà khóa thì nó sẽ hiển thị ở đây và khi mở thì nó sẽ tắt và nó sẽ có tiếng. Còn về phần cùm bên tay trái thì vẫn sẽ có vòng điều khiển multi controller, nút menu. Còn phần nút ở đây ở trên GSA nó sẽ là chỉnh phuộc. Còn ở mẫu RT thì nó sẽ là chỉnh kiến và kiến sẽ được chỉnh điện tử. Anh em nhấn giữ và kính có thể đưa lên hoặc là đưa xuống. Những nút chức năng khác ở bên phần cùm bên đây thì sẽ có là Cruise Control. Adaptive Cruise Control thì sẽ có 3 nút. Đây là nút Hazard và nút kèn cũng như là xi nhan. Sẽ có thêm một cái đèn, nút đèn ở đây. Thì nút đèn này sẽ là đèn định vị ở phía dưới. Anh em có thể bật tắt. Nó sẽ báo và hiển thị lên đây.
Ở phía bên trái thì anh em sẽ có một cái hộc để đồ ở đây khá là sâu, và bên đây sẽ là hộc trống. Ngoài ra thì anh em sẽ có 4 nút từ 1 đến 4 ở đây. Bên nhà BMW sẽ gọi đây là free button, là để các anh em chỉnh nhanh. Thì để chỉnh được phần nút ở đây thì anh em phải vào setting, vào system setting, và anh em sẽ có phần là free button. Anh em có thể setup theo tùy thích, theo ý của mình, về sưởi yên, sưởi ấm tay lái, hoặc là chỉnh phuộc nhanh. Còn để mà chỉnh phuộc thì anh em vẫn phải vào setting. Anh em vào phần assist, nó sẽ có damping và load. Về damping sẽ là chỉnh phuộc trước, thì sẽ có hai chế độ là road và dynamic. Road thì sẽ mềm, còn dynamic thì sẽ phuộc sẽ cứng hơn, giúp anh em đi tốc độ cao. Còn phần load thì sẽ chỉ có hai chế độ là min và auto. Phần load em chỉ chỉnh được khi mà anh em khởi động xe thôi nha. Còn về phần hộc bên tay phải, ở bên tay phải thì anh em sẽ có hộc là sạc không dây, cũng như là anh em có thể cắm dây ở đây. Thì đối với hộc này thì nếu mà anh em nào xài iPhone 14 hoặc là 14 Pro đổ xuống á, thì có thể nhét thoải mái. Còn Pro Max thì sẽ hơi khá là bất tiện so với các anh em. Bên đây chúng ta sẽ có một cái tẩu sạc khá là đầy đủ đối với mẫu xe Touring. Về phần yên xe thì yên sẽ được phân làm 2 tầng. Và do là thiết kế theo mẫu Touring nên là phần yên sẽ hơi bự ra hai bên. Đối với chiều cao yên thì con này sẽ rơi vào tầm khoảng 810 đến 830, khá là hợp lý đối với tạng người của người Việt Nam. Còn nếu mà anh em nào mà muốn hạ yên thì xe cũng sẽ có một cái bát hạ yên giống như GSA ở trong đây. Chúng ta sẽ thấp hơn được khoảng 10mm. Về phần yên sau thì đây là phần chỉnh sưởi yên sau. Sưởi yên sau sẽ là chỉnh độc lập. Còn đây là điểm đặc biệt phía sau của xe, sẽ là hai thùng sau. Đối với hai thùng sau này thì anh em chỉ cần mở là anh em chỉ cần nhấn ở đây, lẫy sẽ bật lên và anh em gạt cái lẫy này ra. Đây. Anh em có thể thấy là phần thùng khá rộng và nó sẽ có một cái dây ràng ở đây, tránh trường hợp là anh em bị rớt đồ khi mở thùng ra. Đóng lại cũng khá là dễ dàng. Anh em chỉ cần gài nó lên và đẩy cái thùng này xuống. Điểm đặc biệt của hai thùng sau này là có thể tháo rời. Khi mà tháo thì anh em phải sử dụng chìa khóa. Nó sẽ có 3 nấc, nấc này mở, đây là khóa thùng. Và em dặn nhẹ qua, lẫy sẽ bật lên và anh em chỉ cần dỡ nó lên thôi. Anh em thấy rất là tiện lợi. Và khi gắn thùng lại thì anh em sẽ phải chú ý là nó sẽ có 3 cái ngàm. Ngàm ở đây và ngàm đỡ phía dưới. Thì khi mà gắn vào thì anh em chỉ cần đỡ nó vào và canh đúng ngàm thì anh em có thể gài xuống. Khá là tiện lợi cho anh em khi mà đi tour xa, cũng như là bảo quản đồ, và anh em có thể xách cái này theo bên mình luôn. Về phần heo phía sau thì vẫn được trang bị là heo Rainbow. Và phần gấp thì vẫn sẽ được sử dụng là Paralever, giúp tăng độ bám đường cũng như là độ ổn định của bánh sau cho xe. Và vẫn được sử dụng trục lắp nha các anh em. Rồi bây giờ Kiên sẽ đề máy cho các anh em nghe thử nha. À, và một điểm hay nữa của màn hình là với màn hình TFT 10.25 inch này thì anh em có thể chia nửa màn hình ra, sẽ hiện đầy đủ các thông số cũng như là bản đồ định vị navigation cho các anh em luôn. Tiếng động cơ và tiếng bô khá là ấm, sẽ đem đến cái cảm giác phấn khích cho anh em khi đi tour xa cũng như là đi dạo vòng quanh Sài Gòn. Đây là khi anh em kết nối điện thoại với lại bản đồ ha. Thì khi mà anh em muốn sử dụng bản đồ thì điện thoại phải luôn luôn mở nguồn, mở cái màn hình bản đồ.
Đây, sẽ báo full bản đồ ở đây và chỉ đường cho các anh em. Còn đối với màn hình chia nữa thì nó sẽ báo ở phía bên này. Khi mà anh em bật lộ trình đi thì khi nào mà có báo rẽ hoặc là báo quay đầu gì đó thì xe sẽ trực tiếp báo lên hai loa ở đây. Còn nếu mà anh em có kết nối với tai nghe thì sẽ báo vào tai nghe cho các anh em luôn. Rồi, sẵn RT ở đây luôn thì Kiên sẽ test loa cho các anh em luôn. Về phần nhạc á, thì anh em sẽ chỉnh ở trong điện thoại của mình. Và để qua bài hay gì thì anh em sẽ chỉnh ở trong đây. Tăng giảm âm lượng thì anh em sẽ xoay dòng multi controller nha. Hay anh em, khi mà có cái dàn loa này thì anh em đi đường xa sẽ chill hơn và thư giãn hơn luôn. Rồi, và đó là toàn bộ thông tin về mẫu R1250RT mà Kiên chia sẻ đến tất cả anh em. Về giá của em nó hiện tại sẽ là 1079 VAT chưa bao gồm phí lăn bánh, giá đã giảm khá nhiều so với trước đó. Thì anh em nào mà muốn sở hữu mẫu RT hoặc là xem qua mẫu RT này thì có thể ghé showroom Sala, và phần thông tin liên hệ của Kiên sẽ để ở phía góc dưới video. Cảm ơn anh em đã xem video tới đây và xin hẹn gặp các anh em ở các video tiếp theo.